học có vui không? Dạ vui. Hôm nay sao về sớm vậy? Thấy trong người mệt mỏi nên em xin về sớm. Ủa? Áo khoác anh đâu mà người co ro vậy? Ồ, ồ sáng nay anh có mang theo. Em thấy con bé học cùng lớp với Ti đó, chưa có ai đó là không có áo lạnh nữa. Nên anh chờ nó đỡ lạnh lắm mà. Phải con bé Ly không Ti? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp con bé. Lần nào đón em á, anh cũng thấy bé Ly ngồi lủi thủi một mình. Thôi, con chào ba mẹ, con đi học thêm đi. Ừ, nhớ mặc đủ ấm nha con. Dạ. Thôi, nếu em mệt ra, đi nghỉ đi cho khỏe. Cơm chiều để anh lo cho. Dạ, cảm ơn anh. Chờ ba mẹ đi Ly. Mình ngồi đây chơi nha chị. Ô, mẹ tới rồi. Hôm nay mẹ cũng có khách hẹn nên đón con sớm nè. À, ba đến rồi. Mẹ trả áo cho bác đi mẹ. Cảm ơn anh hôm qua cho cháu mượn áo. Hả? Có phải Quỳnh biết không? Hả? Anh Quỳnh. Thật là quá bất ngờ. Khi ta không còn tìm kiếm nhau nữa thì lại gặp nhau. Quỳnh vẫn như xưa, cũng như ngày nào, vóc dáng vẫn thế, nhẹ nhàng, dịu dàng. Trời ơi, em không nghĩ có ngày chúng ta còn gặp lại. Đã 30 năm rồi, giờ gặp lại em, anh vẫn còn ấm ức. Em có thể giấu mọi người trong hãng chiều đi vẫn đi. Nhưng với anh, tại sao cũng giấu? Không nhắn một lời cho anh biết. Khi ba mẹ bác Kinh chuẩn bị đi, thời gian gấp rút quá, em có còn cách nào để báo cho anh biết? Sau này định cư ở Mỹ, em có liên lạc với mọi người trong hãng, nhưng họ nói anh cũng đã đi rồi. Sau khi em đi rồi, anh thật là chán nản, không muốn làm cái gì cả. Rồi sau đó, anh được đi cùng với anh hai. Anh luôn luôn chờ tin em. Và hơn 10 năm sau, anh mới lập gia đình. Bây giờ em có cái hẹn cho con bé đi nha sĩ. Đêm qua nhức răng khóc suốt không chịu ngủ. Có gì... Hay là tối nay đi. Nhưng mà tối nay không được. Mẹ em làm việc ở đâu? Mà thôi bây giờ như vậy đi nha. Em cho anh số phone đi. Rồi trưa mai đó, bây giờ lên xác. Anh sẽ gặp nhau được không? Vâng, số phone của em là 425-306-1319. Về con ơi. Thôi về đi các con. suốt ngày miệt mài làm việc,
kiếm tiền lo cho em, cho các con. Như vậy thì em còn muốn cái gì nữa? Em không muốn gì hết. Em chỉ muốn anh yêu thương quý trọng vợ con như ngày xưa thôi. Anh đã quá chán với những sự suy nghĩ của em rồi. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, tùy em. Anh chịu hết nổi khi bước chân vào cái nhà này rồi. Cửa này rõ ràng là kiếm chuyện rồi mà bỏ đi. Quỳnh ơi, suốt ngày làm việc nhưng đầu óc anh lúc nào cũng nhớ tới em. Ăn cơm cũng nhớ, đi ngủ lại càng nhớ hơn. Nghĩ tới thời gian em chờ đợi anh 20 năm rồi mới lập gia đình, anh thương quá. Bé Ly bớt chảy máu cam chưa? Trời ơi trời, Chúa ơi, con đau quá, trái tim con như nghẹn thở. Xin Chúa giúp con bình tĩnh. Chúa ơi Chúa. Ủa sao mẹ chưa đi ngủ nữa? Ba chưa về hả mẹ? Tâm ơi, ba con ổng có người đàn bà khác ở bên ngoài rồi nè. Con đọc đi. Ba có bộ. Anh lẽ ba mình là người như vậy sao? Cô Quỳnh, bé Ly nào? Sao tên nghe quen quá vậy? Thôi mẹ đi ngủ đi. Có gì ngày mai hỏi chuyện ba cho rõ ràng. Còn gì mà rõ nữa. Thương thương nhớ nhớ mà còn nằm chừng ịch trong hôn đây nè. Thì mẹ cứ từ từ, mẹ bình tĩnh. Mẹ vào đọc phim tối rồi đi ngủ đi. Đừng nói nữa. Mẹ bé Ti thức giấc nghe được bây giờ. Giờ này làm cái gì mà sao chưa đi ngủ? Dạ, thì ba mới về. Ba, ba ngồi xuống đây, con có chuyện muốn hỏi ba. Chuyện gì? Ba mệt lắm rồi, để lúc khác nói. Giỏi một binh.
Ủa, anh chị hai tới kìa. Anh chị hai tới kìa Dung. Anh chị hai mới tới hả? Anh chị mới tới. Sao các em đang bàn gì vậy? Mà mọi người căng thẳng thế. Dạ, vợ chồng chú Quang và Nhung đang có chuyện lục đục đó anh chị hai. Ồ, anh chị hai, cảm ơn người. Hôm nay bận quá, thấy cũng trưa rồi, nên order tôi go ăn cho nó tiện đó mà. Anh để đồ ăn xuống đó đi. Hôm nay sẵn có các anh chị, em muốn giải quyết chuyện nhà mình cho rõ ràng, mong anh đừng lừa dối em nữa. Em nói cái gì? Anh có làm gì sai trái đâu. Em đã đọc những gì rồi mà anh đã thét cho cô Quỳnh và Tâm cũng đã xem rồi. Chẳng có gì giấu mãi với thời gian anh à. Anh bóp nát trái tim của em đây. Thôi được, để anh nói. Anh chị hai còn nhớ Quỳnh không? Quỳnh nào? Phải Quỳnh mà ngày xưa em quen phải không? Đúng rồi anh chị. Ngày xưa em cứ đưa Quỳnh về nhà chơi. Gia đình mình ai thích cô Quỳnh này. Sau đó ba mẹ của cô ấy cấm không cho quen với em, vì không muốn cho Quỳnh đi theo đạo. Đùng một cái, gia đình của Quỳnh bị vượt biên. Và từ đó thì em mất liên lạc hẳn. Khi nhà mình đi được sang đây, em mới tìm kiếm tin tức của Quỳnh. Đến khi không còn hy vọng thì gặp Nhung và chúng em mới kết hôn. Nhưng cách đây 5 tháng, em tình cờ gặp lại Quỳnh, đón con đi học cùng trong trường Betty. Thế hai mẹ con đơn chiếc, phần tình cảm xưa khơi dậy, nên chúng em gặp nhau thường, chỉ vậy thôi đó anh ạ. Em không cần biết ngày trước tình cảm chắc trở ra sao, nhưng anh đã lấy em rồi, thì anh phải tôn trọng em, đừng làm tổn thương em như vậy nữa. Thì anh muốn làm tròn một người trách nhiệm, anh có bỏ em đâu. Trời đất ơi, anh nói nghe chua xót đắng cay quá. Trách nhiệm tinh thần trong tình cảm của đời sống vợ chồng là cái gì? Anh chia sẻ quan tâm yêu thương người khác thì còn tâm trí đâu mà buông bén tình cảm vợ chồng cha con. Càng ngày càng lạnh nhạt, mất cảm xúc rồi đi đến đổ vỡ thôi mà thôi. Em là con người mà, có người vợ nào cũng đau đớn khi chồng mình thiếu chung thủy, khi có người đàn bà khác bên ngoài chứ. Anh hưởng thụ những cảm giác mới lạ, những cảm xúc không hề liên can đến vợ con. Đem gia đình này đến chỗ xào xáo mà anh thản nhiên như vậy hả? Ba ơi, con cũng là đàn ông, con hiểu ba muốn nói gì. Nhưng mẹ nói đúng, ba là ba của tụi con. Từ nhỏ đến giờ, ba là người cha mà con luôn ngưỡng mộ. Ba là một bước soi đường cho chúng con đi. Nếu bây giờ còn nến nó ngã lệch hướng đi thì làm sao đủ ánh sáng cho con bước đi hả ba? Con nản lắm rồi, chẳng muốn học hành gì nữa đâu. Anh xin lỗi em, hãy cho anh chút thời gian. Tâm à, bà hứa bà sẽ quan tâm lo cho gia đình ấm êm hạnh phúc như trước, con đừng bỏ học nghe con. Quang à, hãy hiểu những xáo trộn trong tâm tư của em. Là con người, nếu không làm chủ được lý trí, để cảm xúc dẫn dắt tới đời sống tâm linh sẽ dao động. Làm những chuyện biết là sai nhưng vẫn không kiềm chế nổi, tức là dính vào tình cảm nam nữ, càng lâm vào rồi thì sinh ra nói dối, đánh mất lòng tin của gia đình. Nhà mình xưa nay sống rất hòa thuận, trong giáo xứ ai ai cũng biết cha mẹ mình rất ngoan đạo. Anh mong em sáng suốt giải quyết cho yên tâm, đừng để gia đình mình mang theo tiếng. Anh hai nói đúng đó em, cái vòng tình cảm bên ngoài gia đình vướng vào là chỉ có bế tắc đau khổ. Em khổ một, nhưng ba mẹ con cái Nhung khổ 10. Chị biết cô Quỳnh là người hiểu biết, sống có tình nghĩa,
hai đứa hãy quên quá khứ đi. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, nếu kéo thì làm cả ba mà thôi. Trời, con khổ quá trời. Chứ không có được can đảm mình phải vào sân đây. Đừng định kỹ làm khổ mọi người. Hãy tha lỗi cho con, xin thương xót con chú ơi. Nhưng mà anh có lỗi với em, nó không đem đến cho em sự bình yên và hạnh phúc. Nhưng mà chị thấy chú Quang biết lỗi của mình rồi đó, em hãy tha thứ cho chú ấy nha. Đúng rồi đó Nhung, dù gì anh em cũng là lần đầu thôi của chú. Cuộc sống này có rất nhiều đau thương, nếu chúng ta không báo thù cho Chúa thì không bao giờ có được bình yên. Sống trong tình thương xót của Chúa giúp em thông cảm và tha thứ cho anh. Em chỉ mong suốt đời này còn lại anh hãy để em tin tưởng nơi anh nhé. Nếu ba con đã nói như vậy thì xin mọi người hãy chờ đợi sự thay đổi nơi ba của con. Thôi, xin mọi người vào trong để dùng bữa. Chờ anh, sao vì em đi tìm Chúa rồi học đạo để chờ anh suốt cả tuổi trẻ, đến lớn tuổi rồi lập gia đình thì chồng lại mất. Thế hai mẹ con anh thương quá đi. Khi bố mẹ tình cảm với anh, em biết mình có lỗi với vợ con anh. Đã bao lần vì lòng tự trọng em không muốn kéo dài tình cảm này. Nhưng thấy bé Ly ríu rít vui vẻ khi được biết chơi với anh, em lại không dứt khoát. Đã mấy lần anh trách em sao cứ hay nói chuyện chia tay, trong khi tình cảm xưa đang trỗi dậy mạnh liệt. Anh ơi, gặp lại nhau trong ngang trái như thế này, lòng em không muốn, thật sự không muốn cướp giúp anh ra khỏi gia đình. Hai đứa mình chỉ muốn chúc em đẹp, thăng hoa trong cuộc sống. Nhưng em lại nhận thức được đó là manh mối của tội lỗi. Kéo dài, mình chỉ thấy day dứt, xót xa. Giờ gia đình anh đã biết, chúng ta nên chấm dứt anh à. Hôm nay là ngày hai đứa mình gặp nhau lần cuối nha anh. Quỳnh ơi, anh không ngờ sai em với mình nữa. Hãy cảm nhận chia tay nhau đi anh. Em biết rất khó, nhưng không còn cách nào nữa anh à. Sao em lạnh lùng và dứt khoát như vậy em? Let's go.
con biết rằng chỉ có Chúa là chỗ bình an thật sự cho cuộc đời con. Là Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa. Cha Eusebio Elizondo, Đức Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Seattle về đây để chủ sự thánh lễ mừng kính lòng Chúa Thượng Sáu. Dear Bishop Eusebio Elizondo, it is our great privilege and honor to welcome you to our parish for the celebration of the Divine Mercy Sunday this weekend. As every year, you have loved and support our parish in this celebration. So this year, we again very happy to have you here as the leader of our parish and also the celebrant of this Mass.
You have seen all the traditions the Vietnamese have for divine mercy, and this is the culmination of that blessing, and you come here. So on behalf of your parish, I thank you and welcome you to our parish on this day. We will be a pause, welcome Archbishop. Đón tất cả các anh chị em khác ở trong các cộng đoàn về đây và một số anh chị em sắc tộc ở các giáo xứ từ đây. So we welcome you all on the ethnic cultures groups from different parishes, St. Philomena, St. Anthony in Des Moines, and in Gretton. So we are blessed to have you as great friends. So welcome you to our parish. At the beginning of the Mass today, we have the blessing of all the religious articles. Anh chị em có từ ảnh gì hay là phôi cờ gì chúng ta cần làm phép, thì Đức Cha sẽ làm phép trước khi bắt đầu thánh lễ nhé. So, Bishop, will you bless us? Almighty and eternal Father, in your goodness, with your divine mercy, your dearly beloved Son, which has been fashioned to reveal to us the great love of our crucified and risen Savior, the divine mercy personified, help us recall to our minds the streams of blood and water that have gushed forth from his pierced heart, to be for us a continuous fount of mercy. Grant to all who invoke your mercy with this image before their eyes the grace of true repentance, pardon, and peace. Shield them from every danger to soul and body in this life. Jesus, our loving Savior, establish in this image the throne of your mercy. Pour it out upon us all who approach it with faith and trust, the purifying, healing, and sanctifying rays of grace ever emanating from it as a blazing star. Gaze upon us as you did from the cross, with your great love and mercy, so that we may be filled with your grace. Through this image, may your divine mercy triumph over all the powers of evil. May all who venerate this image never perish. May it be their joy in life, their hope in death, and their glory in eternity forever and ever. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Để làm phép tất cả các tương thần của chúng ta. Và nhiều phép lạ
tại Jerusalem nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau để làm mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp rồi phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ. Bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ. Họ ca tụng Thiên Chúa là và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho tăng gia số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền không suy tàn, dành cho anh em ở trên trời.
anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa nhờ tin vào sự cứu độ đã được mặc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm triệu thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần. Nhờ đó anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin."
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các ông, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. All three readings today, they were talking about how many new people were believing in Jesus and believing in the preaching of the apostles. New people were joining them. In other words, they were always talking, all three readings today, about faith. Faith. Okay? At the end of the Eucharistic prayer, of course, we always say, this is the mystery of our faith. We are here because we are believers. Okay? All of us. Which is the strongest thing that it could ever happen, but at the same time, it's just as fragile as a thread. As simple as that. To me, okay, this is my own personal definition of faith. Okay, this is not in the Catechism of the Catholic Church. It's just my definition. Okay, but to me, faith is a joyful response to the personal experience of being encountered by someone who loves you. The joyful response to the personal experience, individual experience, of being encountered by someone who loves you. Then you jump into it. That's it. All the rest are consequences, beautiful decorations of the relationship that you have with that personal encounter. It's a personal. God in this case, Jesus in this case, and me, each one of us. Otherwise, it's just rituals, traditions, manifestations of many ways, which are beautiful, and we need that. Organized manifestations of devotion and piety, but bottom line is always my personal joyful experience and response to the encounter with someone who loves me. Two things I would like to emphasize today. Two things only. Father will translate the whole thing, okay? The first thing is, of course, that I would like to say that we have to, like Thomas, St. Thomas now, Thomas, we have to put the finger inside of the heart of Jesus, the wounds of Jesus. He said, bring your finger, put it here, inside my heart. Touch my wounds. Do we really want to be an encountering with God's feelings? We have to put the finger in his heart, put the finger in his wounds, so that we can feel what God feels with my own sins, individual sins. Every time that we approach the altar, the first thing that we say is, I confess that I have sinned. In fact, the beautiful representation, the skit that you have here, representation, it's about conversion. And today we are talking about divine mercy, God's mercy. And these people were talking about conversion. Forgive me, I have sinned. And the wife said, well, okay. Not really happy about it, but anyway, she did, okay. But God is really happy about it. Because Jesus himself, all the time he said that I have come for sinners. I have come for sinners. I didn't come for the healthy ones. I have come for sinners to offer the experience of conversion, the experience of mercy. The experience of mercy. But we need to touch our own sins in order to discover God's feelings for me individually, for each one of us. How much he's suffering, how much he's suffering every time that I fall into the traps of lust, envy,
greed, violence, hatred, bigotry, division, anger, resentment, bitterness, whatever it is there. God is suffering because he had encountered me with love. It's a personal encounter, and everything that hurts me hurts my beloved one. That's a relationship. Everything that, in every single relationship, it doesn't matter if it is a married relationship, or friendly relationship, or siblings relationship, or fatherly relationships, or motherly relationships, whatever it hurts my beloved ones, hurts me. Whatever it gives joy to my beloved ones, gives joy to me. That's the heart of Jesus. That is why we have to come. And Jesus invited Thomas, saying, put your finger here. Touch my wounds. Then you will be really converted. That means evangelize. We have millions and millions and millions and millions and millions of people around the world that have been baptized. Millions. But very few evangelize. Baptize is a ritual. Evangelization is a personal encounter with the beloved one. And that's why many of those millions, after a while, they abandon the church because they never had that kind of personal encounter. Personal encounter. Thomas was not there when Jesus appeared to the disciples. He had a wonderful intellectual relationship with Jesus. He had listened to him 3 years. He had been a companion with him, or walking with him, or sharing meals with him, but never really fallen in love till that moment when Jesus said, Thomas, come, touch my heart, touch my wounds. What are the wounds, the personal wounds that we have to touch? Only the priest knows that. Every priest in the confessional knows your wounds. Every priest in the confessional knows my wounds when I say, I have sinned. In my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, I have sinned in every way. But I do proclaim that God's mercy, divine mercy, is way bigger than my sins. So that I am capable to say, here I am, Lord. Thank you for your mercy. Again, again, and time again. We have to touch the wounds of Jesus. But also, not only the first of all, in the personal experience, of course, as I said, but then from there to everyone. If I have experienced mercy, then I will be capable to offer mercy to anybody else. If not, I will be merciless. Because I haven't experienced that. If I have experienced that privilege of being loved by someone, then I will be easily offering love to someone else. If not, I will be just exchanging services. I have done for you, you do for me. Or zudo mercy. Well, enough is enough, okay? You have done 3 times already, three strikes out. You don't deserve mercy no more. Mercy is a privilege, being given a gift, unworthy. Totally unworthy. Then we offer it, as St. Paul says, for free. St. Paul says also to the Galatians also, he said, I have in my body the brand wounds of Jesus. I carry in my body the brand wounds of Jesus. Not only because he himself was a sinner and he was persecuting the church, but also because finally he fell in love. And then he offered that to everyone around. The same way, for free, in God's mercy. So we are called, the second thing that I would like to say, is that the gospel was saying, I didn't understand a word in Vietnamese, but I had read it in English, of course, and I had preached already twice this morning in English, but I don't have the privilege, nor the capacity to understand your beautiful language. So I didn't understand the gospel per se here, but I know that it said in a certain moment there, as the Father had sent me, now I send you. As the Father had sent me, now I send you. How the Father had sent him.
how the Father has sent Jesus. He sent Jesus as mercy. The name of God, says Pope Francis, is mercy. He has sent Jesus as mercy. He is the one who took on his life all the sins of everyone out of mercy, out of love, to save us, to redeem us, to heal us, to free us from any kind of bondage, so that we can really be reflectors, mirrors, speakers, funnels of that very same mercy to someone else. As the Father has sent me, I have sent you. The Father sent Jesus as mercy, he's sending us as mercy to someone else. Not only husband to wife, everyone. Everyone. We are messengers of mercy. Our life should be nourished here by his mercy so that we can be merciful at home, on the streets, at work, dancing, laughing, Facebook, internet, everywhere. We have to be very boldly proclaiming that God is mercy. God is mercy. God is mercy. Divine mercy. He put a, Pope Benedict XVI used to say that God put a limit to sin, that not even Satan can overcome that. God put a limit to sin. Not even Satan, the evil one, can jump over. Can overcome that limit. That means mainly mercy. Satan cannot handle mercy at all. He is merciless. But God is mercy. To what extent? Infinite. Infinite. Let me joke a little bit, okay, with you. God is perfect. It's been said that so many times, of course, in theology and every single thing that we study about God and in our preaching, of course, and Jesus himself revealed that God is love, okay? And it's perfect. Perfect. No faults. No flaws are in God. But I have discovered some flaws in God. Yeah. Beautiful God. For instance, he has a very poor memory. He doesn't remember my sins, our sins. He doesn't. Every time that we come here, we say, I'm sorry, because I have sinned. And he said, you're here. That's all that counts. He doesn't have a good memory. Not at all. Not at all. He said that to the prodigal son. My son, you're here. Well, I have sinned against you. You're here. That's it. I have discovered also another flaw in God. He has a very poor taste. He likes sinners. He likes me. He has everything beautiful but taste. I have discovered also that he is really, really, really stubborn. He doesn't give up. If you want to put it in a positive way, I would say that he's very persistent. He doesn't give up. How many times we come and say, I'm sorry? Oh, do I have to forgive 7 times 7? And he said, no, 70 times 7. He doesn't give up. We run away from him and he comes around the corner and meets us there. He's not good in numbers either. He said that one is enough for him. Me. You. Each one of us. One who returns. One sheep. Was lost and returns. All he needs. Are we those? I suppose. We are
As the Father has sent me, I have sent you. We are missionaries of mercy, all of us. The Lord is sending us, taking the risk of faltering and transmitting that message. Absolutely. He could have said, as St. Paul used to say, he could have chosen the wise, the elite in the world, in the society. No, he chose me, he chose you, he chose us. He knows what we can take. But certainly, he's inviting us to put the finger in his heart so that it will be really painful for him to discover my sins, but at the same time, very painful to me to discover the rest of the sins. If my sins are hurting you, Lord, imagine the whole world. In Vietnam, discrimination and war and persecution. In Mexico, violence and hatred and bigotry. In Venezuela, greed and justice. Every single place where people is leaving, in Syria, out of hatred, ethnicity. Every single place where a man or a woman is not dignified or is crushed, and just because I do not see his image in that person, in that man and that woman, God is suffering. Jesus is suffering. But he doesn't give up. His mercy is infinite. He will never give up. But he will never impose anything on us. Mercy cannot be imposed. Love cannot be imposed. Love can only be proposed. You know that better than me. Every single time that a man comes to a woman saying, would you like to marry me? Would you? It's a proposal, not an imposition. Paul, the Lord is coming to us and say, here it is, my proposal to you. My divine mercy is for you there, if you want. He will never impose. He could have come with threatening fire, with punishment, with power. He didn't. He became a servant. A baby, a servant, a fragile human being to perfect humanity, to bring the best out of our minds, finally that we can discover new ways of justice, solidarity, fraternity, dignified for every single human being, so that we can stop human trafficking and prostitution and drug addictions and violence and hatred and of course, perfecting the heart. Once that we touch, we put the finger inside, perfecting the heart and bringing the best of a human being. Those who finally get into that experience are the ones that we call saints. The greatest of the saints that have ever existed was the Blessed Virgin Mary. She was the one who touched Jesus' heart way before the Thomas. She discovered, and of course, it was even announced by Simeon, a big suffering is coming. A double-edged sword is going to pierce your heart. And Jesus was just a baby. But she believed. And that is why we are here. We are believers. Every time that we say no to hatred or bigotry or division or anger, every time that we say yes to forgiveness and patience and service and joy and perseverance, God is alive. Thomas didn't see it. We have seen it. We haven't experienced Jesus alive or resurrection presence, because we are 2,000 years historically speaking after his resurrection. But every time that we see forgiveness and service and joy and compassion and mercy, it
one of those that are sitting beside me, we have seen the Lord. He's alive. He's resurrected. Thank you for your faith. Rồi, có một vài người không có nhớ hết thôi mà không sao. Thì lúc này ngày hôm nay ngài nói trong ba bài đọc, bài nào cũng nói tới chung một chủ đề là chúng ta phải có đức tin. Và đối với ngài, đức tin là gì? Khi chúng ta có sự yếu mềm hay là đức tin chúng ta mỏng giòn là không sao. Nhưng mà đối với ngài, giáo lý nói nhiều điều nhưng mà ngài chỉ nói tóm lại, đức tin đó là một cái sự đáp trả lại của một con người, một cá nhân đáp lại, trả lại trong cái niềm vui hân hoan một người mà đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Và cái điều này cho thấy rằng là cái người đó cảm nghiệm được một Thiên Chúa mà yêu thương họ thực sự. Và bây giờ đức tin là một cái gì đó rất là tự nhiên, nó đáp lại mà thôi. Còn tất cả những cái gì khác, những nghi lễ hay là những truyền thống, cái đó chỉ là phụ để mà giúp cho chúng ta thể hiện được một cái sự đáp trả cá nhân của mình đối với Chúa trong niềm vui tạ ơn. Ngài nhắc chúng ta có hai điều. Trước hết là khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và đặc biệt với Tôma, thì Chúa Giêsu đã bảo ông ta hãy xọt ngón tay vào trong vết thương của Ngài, trong cạnh sườn lỗ đinh. Thì Ngài muốn cho ông trước hết là phải tin và cảm nghiệm được những cái gì mà Thiên Chúa cũng đang mong chờ, đang cảm nghiệm trong chính người Ngài. Và cuối cùng ông đã thưa lên, nói là lạy Chúa tôi, lạy Chúa trời tôi. Đó là một cái đáp trả rất là chân thành, một sự ăn năn trở về, mà nói rằng Thiên Chúa rất là thích khi chúng ta nói lên với tất cả cái tâm tình của mình, mà khi chúng ta cảm nghiệm được Chúa như thế nào. Cho nên Ngài nói rằng chúng ta để mà được cảm nghiệm cái lỗi lầm của Chúa thì là chúng ta phải cảm nghiệm được chính cái tội lỗi của mình, những cái gọi là những cái thương tích ở trong cuộc đời của chúng ta, đó là tội lỗi. Cho nên nếu để chúng ta cảm nghiệm được chính cái tội của mình, chúng mình đang là bác sĩ mà muốn chữa bệnh chúng ta, thì chúng ta cũng phải thành thật nhận ra và để nói lên là tôi có tội. Thì đó là một cái sự chúng ta đã được chạm đến cái vết đinh hay cái lỗ đinh của Chúa, và chính trong những cái yếu hèn của chúng ta là tội lỗi. Cho nên cái điều đó nhắc nhở chúng ta nhớ đến tội lỗi của chúng ta. Thì Ngài nói lúc nãy Ngài xem ở trên cái vườn diễn viên này, những cái cử chỉ, những lời nói của những diễn viên nói đến họ đã đụng chạm, họ đã cảm nghiệm được cái tội lỗi của họ như thế nào. Cho nên Ngài nói rằng có hàng triệu người được rửa tội khắp trên thế giới. Họ đã được dạy dỗ, được giáo dục và được truyền giáo. Thì cái quan trọng là cầu cho những người đó họ cũng là những người mà đã cảm nghiệm, như là Thánh Tôma cảm nghiệm nơi Chúa Giêsu, đó là cái sự tha thứ, sự yêu thương, sự chữa lành của Ngài. Thì nói đến đó thì nói là những cái vết thương, thì chúng ta nhớ là mỗi lần đi xin tội thì chúng ta là những người hối nhân đi vào tòa, chúng ta xin thú tội lỗi, thì chúng ta cũng phải cảm nhận được cái xấu xa của mình và đồng thời cái tình thương của Chúa. Và cũng như các linh mục cũng vậy, các linh mục cũng cảm nhận trong đó những cái vết thương của chính các ngài, cũng là những người tội lỗi với chúng ta. Nhưng mà tất cả chúng ta cảm nghiệm được gì để rồi chúng ta được xin Chúa tha thứ cho chúng ta phải trở lại để mà được chạm đến cái đau đớn của Chúa Giêsu. Bởi vì không phải là một cái vết thương mà chỉ là mà thôi, nhưng mỗi lần chúng ta phạm tội đó là chúng ta phải hiểu được Chúa đau đớn chừng nào. Khi chúng ta đã được Chúa yêu thương, tha thứ, lòng thương xót của Ngài, thì chúng ta phải là người đưa cái lòng thương xót đến cho người khác. Nếu mà chúng ta không làm như vậy là chúng ta lại có ít cái lòng thương xót, hay là những khi chúng ta không có nữa. Như là chúng ta hay nói là cái bánh nó ít đi, bánh quy về đó là chỉ trao đổi. Nhưng mà ở đây phải nói rằng
chúng ta phải cảm nghiệm được cái tình thương của Chúa, thì cái đó nó càng thâm sâu và nó lôi kéo cả con người chúng ta đều đến gần với Chúa và hiểu Ngài là ai trong cuộc đời. Và như Chúa Giêsu đã nói rằng, Thánh Phaolô nói rằng là tôi mang trong mình tất cả những cái vết thương của Chúa Kitô, tức là Ngài cũng đã cảm nghiệm những cái đau đớn của Chúa Giêsu, và bây giờ Ngài sống như thế nào thì Chúa Giêsu cũng đã nói rằng như là Cha Thầy đã sai Thầy thế nào thì Thầy cũng sai các con như vậy. Mỗi người chúng ta được Chúa ban cho ơn để chúng ta mang những cái thương tích của Ngài, nhưng mà cũng mang đến cái lòng thương xót của Ngài đến cho tất cả những người khác. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, chúng ta kính lòng thương xót của Chúa, chúng ta suy gẫm lại cái lòng thương xót Chúa Giêsu và cái lệnh mệnh lệnh của Ngài là hãy mang lòng thương xót Chúa đến cho người khác. Bất cứ nơi đâu chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm gì, ngay cả khi chúng ta có vui chơi, chúng ta có nhảy đầm, chúng ta có xem internet, những cái đó chúng ta cũng phải ý thức đó là những nơi mà chúng ta phải ý thức Chúa đang ở với chúng ta, và hãy đem lòng thương xót Chúa đến cho người khác chứ không phải là nơi để làm dịp tội. Và Ngài cũng định nghĩa rằng Thiên Chúa là tình yêu trong cuộc đời. Bất cứ nơi đâu thì Thiên Chúa là đứng hoàn hảo, Ngài là tình yêu. Cho nên đối với Ngài, Ngài có chung chốt một chút là nó là đó là định nghĩa của trong Kinh Thánh, nhưng mà Ngài vẫn thấy Chúa Giêsu cũng có những cái chỗ bất hoàn hảo. Chẳng hạn là gì? Chúa Giêsu có một trí nhớ kém, poor memory. Bây giờ hôm nay con dịch mà không thiếu là con bắt chước Chúa Giêsu nha. Nó là Chúa Giêsu không nhớ chứ. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta đến mà xin thú tội với Ngài thì Ngài quên hết, Ngài không nhớ chỗ tội gì hết. Ta quên rồi. Có người hỏi rằng hôm nay con phạm tội gì, nhờ cha hỏi dùm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là ta không nhớ nữa, ta xa rồi. Thứ hai là Chúa Giêsu là người mà cứng đầu cứng cổ, hay là Ngài nói rằng là mình tha 7 lần thôi mà Chúa đòi, không phải tha 7 lần bắt mình, phải tha 70 lần 7. Những cái chuyện mà rất là khó khăn. Rồi Chúa Giêsu là không biết làm toán, là bởi vì một con chiên lạc thôi mà bỏ 99 con chiên trong hoang địa để mà đi tìm con chiên lạc. Như vậy Chúa Giêsu biết làm toán gì hết, nên làm kinh tế Ngài làm không được đâu. Chúa Giêsu là người liều lĩnh nữa, tức là Ngài chọn các tông đồ như chúng ta vậy, những người bất toàn mà đi làm những cái việc trọng đại trên trời như vậy. Thì Chúa Giêsu Ngài có tính trước hay không, hay là Ngài là liều lĩnh? Nhưng mà Ngài nói tất cả những cái đó là cái gì? Thiên Chúa tin tưởng nơi chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn mời chúng ta vượt qua những cái rào cản, những cái gì mà chúng ta sợ là tính toán, sợ đo. Nhưng mà đối với Ngài, tình thương, lòng thương xót nó vượt lên trên tất cả những cái giới hạn hay là những cái tiêu chuẩn của con người chúng ta. Và vì thế mà chúng ta hãy luôn luôn trở lại đem lòng thương xót Chúa cho những người khác. Ngài nói bất cứ nơi đâu, nước nào cũng có những cái khó khăn, những cái nước nào cũng có những cái tội lỗi hay là những cái khó, những cái chuyện rất là bê bối trong xã hội. Việt Nam thì gặp chuyện bắt hại, đảo Mexico thì những cái chuyện bạo lực ở Venezuela, thì Ngài nói là nơi đó là người ta có sự bất công, đàn áp. Rồi ở Syria là cái nơi mà sự giận dữ hay là sự thù hằn nó vẫn đang thống trị. Nhưng mà Ngài nói tình yêu Thiên Chúa luôn luôn là để mời gọi chúng ta chấp nhận mà thôi, không áp đặt. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu chỉ khi nào chúng ta đón nhận cái tình yêu đó với một cái lòng cởi mở thì chúng ta sẽ trở nên những người mà hạnh phúc, những người đầy tớ, những người mà biết tôn trọng cái nhân phẩm. Chúng ta sẽ giúp cho xã hội này bớt đi tất cả những cái tệ nạn ở trong xã hội, và chính chúng ta sẽ trải nghiệm được thế nào là tình yêu, thế nào là lòng thương xót của Chúa. Đó là một chút con tóm lại cho những ý của Ngài vừa giảng vừa rồi. Con cảm ơn. Trên đường làm chứng về Chúa Kitô phục sinh, Hội Thánh gặp biết bao gian nan thử thách. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, luôn biết sống tin yêu và hy vọng,
để đem tin vui phục sinh đến cho mọi người. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con người thời nay thường cậy dựa vào của cải hơn là tin vào Chúa. Xin Chúa cho mọi người biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa dành cho con cái loài người và tin rằng chỉ có Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thực của con người. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình và trong cả mọi biến cố của cuộc đời. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mừng đại hội lòng thương xót, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu biết cảm nếm sâu xa lòng thương xót của Chúa đối với mình, để vui sống bình an và trở nên khí cục lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho những ngày đại hội được mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho cộng đoàn giáo xứ. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con bên nhau trong những ngày đại hội lòng Chúa thương xót thật sốt sắng. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ân sủng cho Đức Giám mục Eusebio Elizondo, cha giảng phòng, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn chân Chúa hiện diện hôm nay. Xin cho tất cả luôn biết loan truyền sự phục sinh và lòng Chúa thương xót đến với mọi người. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương đến các đặng linh hồn các đấng bậc trong cộng đoàn giáo xứ chúng con đã qua đời, cùng những linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, đặc biệt linh hồn An Tôn Phạm Hữu Hậu mới qua đời ở Việt Nam. Xin cho tất cả được an nghỉ đời đời trên thiên quốc. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong tâm tình tạ ơn của những ngày đại hội kính lòng thương xót Chúa, mọi người hãy dâng lên Chúa những ước nguyện riêng tư của mình. Con dâng lên Ngài con thân này xa. Thank you.
whatever sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. When supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. To this, in memory of me. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời đẹp dâng tin Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã cho, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo hiền vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin được ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ tư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mê. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tông Giám Mục Phêrô và Eusebio, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa cũng thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến các anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Him and with him and in him, all God Almighty Father, in the image of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am worthy of you. Because of our Divine Mercy Convention this year, on behalf of the parish, I would like to thank you, Bishop Eusebio, for all your love support for our parish. I know you are so busy, you are torn apart in different ways, so, but you have come here to be with us and celebrate this special feast with us. So. May the Lord bless you abundantly, health, spirit, and all your activities, your pastoral work for the parish and for the archdiocese. We keep praying for you. We are proud of you, and we invite you to come again more and more. Sure. We still have another one, the Fatima Convention is coming up, but we hope that we can come too. So we would like to present you our love, a small gift for you. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you. Thank you. Kế đến, chúng con xin cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Khải trong hai ngày vừa qua cho chúng con biết bao nhiêu là tư tưởng và tâm tình để sống cái lòng thương xót. Thì giáo dân đã có cha Khải tới làm cho chúng con khải hoàn. Vui mà gọi là vừa sâu sắc về tâm linh mà có cái hứng cao hứng để sống cuộc đời Kitô hữu nữa. Cho nên là chúng con cũng tiếp tục cầu nguyện cho cha và xin Chúa ban cho cha nhiều ơn thánh, bởi vì ngài đang làm về, ngài đang học nghiên cứu về lịch sử của giáo hội, lịch sử Việt Nam, để ngài nói rằng là để bảo vệ đất nước, để mà ủng hộ cho mọi người chúng ta có lòng yêu nước nhiều hơn. Và ngài đang làm cái dự án về tiến sĩ, chúng ta cầu nguyện cho ngài trong thời gian này sắp tới xong tất cả mọi công chuyện tốt đẹp và ngài sẽ trở lại với chúng ta năm tới, phải không ạ? Cảm ơn thiên nha. Xin nhân dịp này con gửi đến lời thông cảm ơn đến tất cả quý cha, quý thầy cư sơ. Quý hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh đã liên hợp trong công việc tổ chức năm nay, đến các giáo đoàn, hội đoàn, đoàn thể, ca đoàn, để ca đoàn tổng hợp ngày hôm nay đã có mặt ở đây, một tràng pháo tay cảm ơn. Cảm ơn đến ban phục vụ, thưa các viên thánh thể, thưa các viên lời Chúa, ban đức lễ và phục vụ nhà của Chúa, ban văn nghệ, tất cả các ca đoàn, các nhạc sĩ, các ca sĩ, nhạc công. Xin cảm ơn đến ban sĩ nguyện, rồi ban bảo trì làm xe kiều, xe hoa. Năm nay chúng ta bố là xe hoa đẹp đi ngoài đường á, tức là lên trên bờ đê. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện nhiều thì chú nói là thôi năm nay ta đi bộ trong nhà một chút. Đi trong nhà rõ hơn một chút, đi ra ngoài mấy bên này rồi. Cho nên là chú hy vọng qua các lớp học của chúng là đặc biệt năm nay chú muốn sao là làm vậy, đó. Đây, đó là điều quan trọng. Cảm ơn chú. Rồi xin cảm ơn đến ban trang trí, ban khám hoa, ban làm đường kiều ngoài kia, ban ẩm thực, các bà mẹ công giáo và có nước. Thì anh chị em biết là trong những ngày đại hội này và đặc biệt là sau lễ phục sinh rất là mệt mỏi, nhưng mà cái ban ẩm thực là của các bà mẹ năm nay đã nói là chúng con muốn phục vụ giáo xứ, cho nên đã làm rất là cực lực trong suốt cả tuần. Ăn và người tới rất là thích đồ ăn của giáo xứ. Hôm nay các mẹ nấu hết lòng thì mình cũng phải hết bụng. Tức là bây giờ vẫn còn một số ở ngoài kia, các mẹ đã bỏ cái bao sạc rồi, đi ra cái là thu gâu thôi.
cho nên chúng ta mỗi người một tay thôi ra sách, một người một ba lần như hết luôn á. Cho nên xin mọi người ra ủng hộ cho các mẹ vui lòng, mà đồng thời mình cũng ấm bụng ha. Và giáo sư cũng có tiền để quỹ xây dựng, xin giúp cho sau thánh lễ này. Xin cảm ơn liên bang đưa đón, đưa các anh chị em từ xa đến về Bắc Kinh, ban an ninh, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông. Có nhiều ban lắm mà con kể chắc chưa hết, nhưng mà giáo sư chân thành cảm ơn tất cả mỗi ban như vậy làm việc để tổ chức năm nay rất là tốt đẹp. Chúng ta một tràng pháo tay cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em từ các nơi về đây. Con thấy từ những Oregon có một chiếc xe lên đây để tham dự, và những thành phố khác xa hơn nữa. Xin tri ân và tiếp tục mời gọi quảng bá cho chương trình này vào năm tới. Ta cũng biết rằng là giáo sư cũng cần có một số chị em, nếu ai từ Việt Nam sang mà có thể đem một số đồ mặt hàng của giáo sư chuẩn bị cho đại hội Fatima sắp tới từ ngày 12 đến 14 tháng 5, thì xin anh chị em có ai đem về được trước những ngày đó thì xin cảm ơn và cho biết. Giáo sư chúng ta có cha trước đây là cộng đồng Công giáo các thánh đạo Việt Nam, có những vị tinh mục từ Nguyễn Tri Khởi, cha Hiền, sau đó là cha Hậu, thì cha Anton Phan Hữu Hậu mới được Chúa gọi về sáng nay ở tại Việt Nam mình là 8 giờ tối, nhưng mà ở đây là 6 giờ sáng, cho nên là gia đình mới cho con biết. Và ngài là một người rất là nhiệt tình, có công đối với việc xây dựng cộng đồng, cũng là người rất là yêu mến ngài, bởi vì tính cách của ngài rất là thân thiết, rất là gần gũi, rất là vui tính, đi đâu cũng hát karaoke hay là hát giống như trăm viên nhà mình vậy. Cho nên con cháu của ngài cũng có cái tính đó. Ngày hôm nay xin phân ưu đến toàn thể tăng quyến, và đặc biệt có chị Lan Hương trong cái đoàn Cecilia là cháu của ngài, rồi có anh Phan Hân trong cái kỹ sư xây dựng ở trong ban xây dựng của giáo xứ. Ở bên này có một số người thôi, nhưng mà Việt Nam đang sống bên đó. Giáo xứ chân thành phân ưu đến chị anh Hân và tất cả tăng quyến, đến người bố của chị là ông Phan Hữu Tâm, là người em ruột ở Việt Nam. Chị có gửi cho một cái YouTube là hai anh em rất là gắn bó với nhau, luôn luôn đi sống chung với nhau, và cái giờ phút mà thấp hối thì cùng nhau hát cái bài mà tạ ơn Chúa bằng tiếng Latin, mà chúng ta biết là cha Hậu ngài qua đời đúng cái ngày ngài được thụ phong linh mục ngày hôm nay. Yes, cho nên ngài cái ao ước là ngài muốn cái hình của ngài là cái hình phong linh mục, cho nên giáo xứ chúng ta sẽ đặc biệt làm một chương trình để cầu nguyện cho ngài với chương trình phát tang và thánh lễ. Con đang tính sẽ thông báo quý vị sớm, tại vì đang bàn thảo gia đình ngày nào tiện hơn. Nhưng mà chúng ta cầu quý công lao của ngài cho giáo xứ chúng ta, thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài cha Anton Phan Hữu Hậu. Giáo xứ chân thành cầu nguyện. May God, who by the resurrection of His only begotten Son was pleased to confirm on you the gift of redemption and of adoption, give you gladness by His blessings. Amen. Amen. May He, by whose redeeming work you have received the gift of everlasting freedom, make you heirs to an eternal inheritance. Amen. Amen. And may you, who have already risen from Christ in baptism through faith, by living in a right manner on this earth, be united with Him in the homeland of heaven. Amen. Amen. And may the Holy Spirit, fountain of all purity, communicate it to us through the cross and keep our bodies and souls always pure. And may Almighty God bless us, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lễ xong chúc anh chị em luôn được bình an.